Kể từ năm 2020 đến nay, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trên toàn thế giới, làm đứt gãy chuỗi cung ứng và gián đoạn thương mại quốc tế. Phần lớn các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế đều bị hủy bỏ hoặc hoãn triển khai. Trong bối cảnh đó, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã linh hoạt, chủ động đổi mới mạnh mẽ công tác xúc tiến thương mại kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp. Nhờ vậy đã giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận từ xa đối tác quốc tế trong bối cảnh đại dịch nhằm hỗ trợ tỉnh yên bái tỉnh đồng tháp và các doanh nghiệp trong công tác xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công thương cục xúc tiến thương mại đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp và tỉnh yên bái tổ chức hội nghị giới thiệu tiềm năng cơ hội đầu tư kinh doanh của tỉnh yên bái và tỉnh đồng tháp với các cơ quan đại diện ngoại giao đại diện thương mại và tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại việt nam Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được giới thiệu về các mặt hàng tiềm năng, thế mạnh, chính sách ưu đãi và lợi thế thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế của hai tỉnh, đồng thời trao đổi thảo luận và đưa ra các giải pháp để thúc đẩy đầu tư, kinh doanh và xuất khẩu hàng hóa ra thị trường thế giới. Đây thực sự là cơ hội tốt để các cơ quan ngoại giao, đại diện thương mại, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam tìm hiểu tiềm năng, thông tin thị trường và kết nối các cơ quan chức năng của hai tỉnh Yên Bái, Đồng Tháp cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư giữa các bên.